Hello nha, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh Hải Gà. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái nghề thợ điện ở trong gtnvn.com. Okay. Đầu tiên chúng ta sẽ di chuyển đến cái địa điểm 7102. Khi mà làm nghề thợ điện này, anh em nhớ là cần phải để đậu xe đúng đúng nơi quy định nhé. Khi mà di chuyển lại khu vực ở xung quanh đây, nó sẽ có hiện lên cái chữ P để khi mà anh em điều chỉnh xe. Thì để xe đúng nơi quy định, không là khi mà cảnh sát họ đến kiểm tra ấy, thì nó sẽ thu xe ấy. Sau đó di chuyển vào trong cái thành NPC này, ấn E để nói chuyện này. Trong trọng điểm các thành phố cần sửa không, ấn OK. Level 20 thì là khi mà đủ level 20 thì anh em có thể làm được cái nghề thợ điện này nhá. OK con T, cần phải lo vào xe của bạn để tiếp tục công việc. Đây chính là cái xe của mình. Đấy, khi mà anh em ngồi vào cái con xe này ấy, thì nó sẽ có một cái địa điểm vàng vàng theo cái đường chỉ đường vàng vàng ấy, như trên bản đồ anh em nhìn thấy không? Đấy, để có thể đi theo. Và chỉ cần đi theo cái địa điểm này thôi thì anh em có thể đến được những địa điểm mà cần sửa điện để có thể hoàn thành cái job này. Nó cũng khá là đơn giản. Cái quan trọng nhất là anh em phải đi và giữ được cái xe này, vì thực ra cái lượng phương tiện di chuyển ở trong thành phố nó khá là đông, và anh em phải giữ được xe để giúp cho nó hoàn thành những cái cuối chặng đường ấy. Không là anh em sẽ mất không luôn, vì khi mà chúng ta không có xe về để trả dốt ấy, trả được cái công việc này trả thì chúng ta sẽ không nhận được cái tiền công. Đấy, một cái quãng đường di chuyển thì nó là khắp nơi ở trong thành phố này, khá là rủi ro nếu mà đâm đụng và anh em đi ẩu va chạm. Chúng ta sẽ đến được cái địa điểm đầu tiên. Đó, anh em yên tâm là khi mà đến những cái địa điểm này thì nó sẽ có những cái vòng xanh để cho anh em mà biết được là ở cái địa điểm này địa điểm mình cần phải đến. Đây, khi mà anh em đến cái địa điểm màu xanh này rồi, đây cô ông này cũng chặn cái xe mình sẽ lùi ra một chút, không ở với thuốc vào xe mình nhé. À, nó bắt mình kiểm tra hộp điện, sẽ lùi ra đây một chút. Đấy, khi mà anh em đứng vào cái vòng xanh của hộp điện này rồi thì chúng ta sẽ di chuyển lại đây, tiếp tục cái điểm chấm ở trên màn hình để có thể kiểm tra được, ấn E để kiểm tra này. Đấy, nó đã kiểm tra đấy, anh em thấy không? Đấy. Về xe lấy đồ nghề sửa. Chặn lại về xe. Ấn E này, lấy đồ nghề này. Đấy, sau đó là quay lại cái hộp điện để sửa. Cũng vài công đoạn chúng ta chỉ cần làm vài lần thôi là chúng ta có thể quen. Dùng phím mũi tên bạch enter để xác nhận cho mã.